Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dự án rất là đặc biệt tại Đức Hòa Long An, một cái dự án với một tổng quy mô lên đến gần 50 hecta. Thì dự án này với cái tên rất đặc biệt là Dragon Bear, là một cái dự án xung quanh là rất là nhiều khu công nghiệp. Thì theo phía bên tay trái của Phước Sửu, đây là cái khu công nghiệp kế bên của dự án luôn, và gần như là 200 cụm khu công nghiệp và tại dự án luôn. Đối với cái dự án này thì với tổng quy mô gần 50 hecta, với rất là nhiều loại diện tích 5x14, 5x17, 5x18, 6x20 và 6x18, thì chủ đầu tư sẽ là có rất là nhiều cái tiện ích trong cùng cái dự án này, lên đến hơn 20 tiện ích, với một cái dự án rất là tầm cỡ nhưng mà mức giá rất là đặc biệt và rất là tốt cho những quý khách hàng lựa chọn những cái nền đầu tiên trong cái đợt mở bán đầu tiên này nhé. Thì để mọi người hiểu rõ hơn, chi tiết hơn về dự án, thì sau đây Phước Sửu cùng với Ngọc Minh sẽ đi cùng với mọi người nè, Playcam nè, khám phá về dự án, tìm hiểu những cái kết nối vị trí và những cái tiện ích xung quanh cái dự án này nhé. Xin mời mọi người cùng Ngọc Minh để là chi tiết hơn về thông tin của dự án. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2021, tại trung tâm hội nghị White Place, thành phố Hồ Chí Minh, Bến Thành Invest và Địa ốc Phúc Thịnh đã phối hợp tổ chức lễ khởi động dự án Dragon Pearl đầy sôi động, bùng nở khởi động, đánh thức tiềm năng và tinh hoa hội tụ. Lễ khởi động mang thông điệp đánh thức tiềm năng, tinh hoa hội tụ xuyên suốt sự kiện là không khí tưng bừng, tràn đầy nhiệt huyết và đam mê được tạo nên từ đông đảo chuyên viên tư vấn của dự án. Đặc biệt, ngọn lửa chiến đấu của các chiến binh sale đã được kích ngòi sau một thời gian dài giãn cách xã hội bởi Covid-19, khi những tiềm năng phát triển của thị trường khu Tây Sài Gòn và tinh hoa của Dragon Pearl được chia sẻ. Sự kiện này cũng đánh dấu sự trở lại nhộn nhịp của thị trường bất động sản phía Tây Sài Gòn trong cuối năm 2021. Với chủ đầu tư là công ty cổ phần bất động sản Đức Hòa Đông, với đơn vị phát triển là công ty cổ phần tư vấn đầu tư Bến Thành, tọa độ vàng, núi ngàn tiện ích. Đối với một dự án bất động sản, yếu tố làm nên giá trị tiềm năng luôn nằm ở vị trí. Vị trí ngay cụm dân cư, dễ dàng kinh doanh, cho thuê, vị trí ngay gần tuyến đường lớn, tiềm năng tăng giá cao, hay vị trí gần trung tâm thành phố, đa dạng tiện ích. Tọa lạc tại trục đường tỉnh lộ 10, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi được ví là vành đai vàng kết nối các khu công nghiệp trong tỉnh với nhau, Dragon Pearl được bao quanh bởi nhiều sự lựa chọn di chuyển. Khi chỉ mất 7 phút để đến xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 8 phút đến trường Đại học Tân Tạo, 10 phút đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, 10 phút đến các trường đại học, cao đẳng, đến bến xe miền Tây, đến Ion Tân Phú, 20 phút đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh đó, lợi thế nằm ngay trung tâm cụm khu công nghiệp lớn Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn trong bán kính 3 km. Cư dân có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích ngân hàng, trường học các cấp, bưu điện, siêu thị. Dragon Pearl được quy hoạch theo mô hình compound hiện đại, có quy mô hơn 48 hecta với 1.768 đất ở biệt thự và nhà phố liền kề. Một khu chung cư cao cấp nên một chất sống đẳng cấp, kiến tạo cộng đồng tri thức, giúp dân cư dễ dàng mở rộng quan hệ, hợp tác. Bộ pháp lý minh bạch rõ ràng, quyết định quy hoạch 1/500, sau đó riêng từng lô, quyết định chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng dự án, quyết định bàn giao đất, lần 1, đảm bảo độ an toàn khi sở hữu, đánh bay nỗi lo dự án trên giấy, là sự lựa chọn an tâm tuyệt đối của nhà đầu tư. Về thông tin tổng quan dự án khu đô thị Dragon Pearl, địa chỉ là tỉnh lộ 10 Đức Hòa, Long An. Chủ đầu tư là công ty cổ phần bất động sản Đức Hòa Đông. Nhà phát triển dự án là công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phúc Thịnh và công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Bến Thành. Quy mô diện tích dự án là 48,1 hectare với cơ cấu sản phẩm bao gồm đất nền biệt thự, nhà liên kế, shop house, chung cư, tiện ích nội khu, công viên nội khu, trường học các cấp, trung tâm thương mại, bệnh viện, khu vui chơi thể thao đa năng. Về tiện ích ngoại khu, có trường Đại học Quốc tế Tân Tạo, khu du lịch Phúc Lộc Thọ, khu di tích lịch sử Láng Le Bầu Cò, siêu thị. Cùng với phong thủy đắc địa, bốn mặt giáp sông, Dragon Pearl tụ đủ 3 lợi thế, nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ. Điều này mang đến vượng khí và giúp cư dân tận hưởng không khí trong lành. Nằm liên kề các cụm khu công nghiệp trọng điểm, hứa hẹn hình thành cộng đồng sầm uất,
Dragon Pearl chính là một trong những dự án tiên phong đón đầu làn sóng cư dân này. Và ngoài ra, Dragon Pearl được thiết kế với phong cách thời thượng hiện đại, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, cư dân tận hưởng trọn vẹn tiện ích nội ngoại khu cao cấp, đa dạng từ trường học, bệnh viện, khu thể thao đa năng, trung tâm thương mại. Khu đô thị Dragon Pearl hứa hẹn mang đến một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, xứng đáng với danh gọi là khu đô thị chuyên gia kiểu mẫu, là nơi đáng sống bậc nhất. Đến với Dragon Pearl là đến với một khu đô thị hiện đại, năng động nhưng yên bình và thanh tĩnh với hồ sinh thái, khẳng định giá trị sống. Và hiện tại, tiến độ thi công dự án Dragon Pearl đã thi công vượt tiến độ cam kết, thực hiện triển khai thi công nhanh chóng để đảm bảo tiến độ bàn giao trong tương lai cho khách hàng. Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Đức Hòa, Long An đang được kích hoạt mạnh mẽ, hàng loạt dự án đầu tư phát triển công nghiệp được triển khai, hạ tầng giao thông được chủ đầu tư đồng bộ, khiến nơi đây trở thành căn cứ địa của nhà đầu tư. Trong đó, các dự án của chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng như Dragon Pearl được dự báo chắc chắn sẽ thu hút người mong muốn sở hữu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu biết thêm thông tin về dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0909 477 288 gặp Phước Sửu để được tư vấn chi tiết hơn về dự án. Đội ngũ chúng tôi rất mong muốn để được đón tiếp quý khách. Quý vị có một ngày bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.